Thưa quý vị, Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành vận tải quân sự. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành vận tải quân sự đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Mặc dù trong từng giai đoạn cách mạng đều có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ, chiến sĩ ngành vận tải quân sự đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những chiến công tiêu biểu của ngành đã trở thành niềm tự hào của toàn quân và ngành hậu cần quân đội. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới, công tác hậu cần nói chung, ngành vận tải quân sự nói riêng, đứng trước yêu cầu ngày càng cao. Ngành vận tải quân sự cần quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, Cục Vận tải cần xây dựng, điều chỉnh thế trận vận tải cả ở 3 cấp liên hoàn, vững chắc gắn với thế trận vận tải khu vực phòng thủ và thế trận giao thông vận tải của cả nước. Bảo đảm xây dựng lực lượng vận tải mạnh, cơ động, nhanh ở các cấp, các vùng miền, phù hợp với chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự cũng như các địa phương cũng như các phương án tác chiến ở từng cấp. Thưa quý vị, trong các chuyến thăm Trường Sa, bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới với tấm lòng và tình cảm của mình đã có những đóng góp thiết thực, giảm bớt phần nào khó khăn của nhân dân, cán bộ chiến sĩ ở trên đảo. Ở mỗi điểm đảo đi qua, họ không chỉ mang những món quà có giá trị về vật chất, mà hơn hết là giá trị tinh thần, chất chứa tình cảm của người con đất liền với biển đảo, nhằm tri ân những người lính ở Trường Sa đang ngày đêm chắc tay súng, canh giữ biển trời của Tổ quốc, quê hương. Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội. Mình sẽ tặng bạn cái bộ này. Nhá. Bạn cố gắng tập nhá. Thì mình sẽ bảo làm cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa một bộ sáo mèo này và mấy cái sáo các tông nữa. Lần thứ hai được trở lại Trường Sa cũng là cơ hội để người đàn ông này mang những lời ca tiếng hát, món quà tinh thần, tình cảm thiêng liêng ấp ủ để gửi tặng cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mà để bày tỏ cái lòng khâm phục những người chiến sĩ hy sinh vì biển đảo, và cái tấm lòng đó khi tôi truyền đạt, lúc nào tôi cũng cảm thấy rưng rưng trong lòng. Bản thân tôi rất là xúc động được mang được các chú các bác anh chị mang một cái tình cảm từ hơi ấm đất liền và lan tỏa cái tình yêu thương cũng như tình yêu của Tổ quốc ở nơi đất khách quê người. Hơn 40 năm sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, ông Thuyền luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương mãnh liệt. Giản dị, mộc mạc trong bộ trang phục dân tộc, dù ở bất cứ nơi đâu, ông luôn cố gắng lan tỏa đến các thế hệ người Việt ở nước ngoài về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chúng tôi muốn nói cho cộng đồng của mình biết, người Việt ở nước ngoài biết, những thế hệ sau biết và kể cả những người bạn Tây biết là chúng ta, một nước Việt Nam tuy nhỏ bé, hình cong cong hình chữ S nhưng có một cái bờ biển rất là dài và có những đảo đặc biệt là rất là xa. Và chúng tôi là qua bao nhiêu thế hệ cha ông là chúng tôi đã đặt chân đến và đã cắm những cột mốc của chủ quyền tại đây. Đến với Trường Sa, mỗi gói quà, vật dụng hàng ngày hay những gói thuốc, cây đàn tuy nhỏ nhưng gửi vào đó biết bao ân tình, kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa. Tôi vận động kiều bào ở Cộng hòa Séc đóng góp được hơn 100 triệu để mua quà để chỗ đó họ hoạt động nó tốt hơn, ý nghĩa hơn. Hàng năm gửi ra đảo những cái vật dụng thiết yếu sử dụng trên đảo là những suất học bổng cho các em nhỏ nơi hậu phương. Sau mỗi chuyến đi, khắc sâu trong tim tình yêu với quê hương và niềm tự hào dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như thành lập các câu lạc bộ Trường Sa, xuất bản sách, ảnh về chủ quyền biển đảo, đồng thời vận động nguồn lực để chia sẻ những khó khăn của quân dân nơi đảo xa, giúp các cán bộ chiến sĩ vững vàng, toàn tâm toàn ý bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc. Trong 2 ngày, ngày 14, ngày 15 tháng 6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện.
Trong nhiệm kỳ năm 2019-2024, Thanh niên Đông Anh đã có 158 công trình, phần việc với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng. Xây mới 24 tuyến phố, chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo ra 7,1 km tranh tường, trồng mới gần 45.000 cây xanh, hỗ trợ xây mới sửa chữa 13 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ với trị giá gần 1 tỷ đồng. Với khẩu hiệu hành động, Thanh niên Đông Anh đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh đề ra 2 nhiệm vụ đột phá và 12 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu thực hiện 500 công trình thanh niên, giúp đỡ, tặng quà ít nhất khoảng 5.000 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương trực tiếp cử anh Tô Việt Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa 7. Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân thủ đô, đặc biệt là tăng mạnh trong dịp cao điểm hè, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi sự cố phát sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội quản lý, cung cấp nước sạch cho 16 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội với khoảng 4 triệu người. Để đảm bảo nước cho người dân trong cao điểm hè, công ty bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Tuy nhiên, dù là đầu mối điều tiết chung cho hệ thống cấp nước của thành phố, nhưng nguồn cung của đơn vị dự tính cũng sẽ bị giảm từ 100.000 đến 200.000 mét khối ngày đêm do phải bù đắp nguồn thiếu hụt cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông và công ty cổ phần Viwaco quản lý. Những yếu tố này dẫn đến tổng sản lượng cấp nước vào mạng đạt khoảng 740.500 mét khối một ngày đêm, dự báo sẽ thiếu 10.000 đến 40.000 mét khối một ngày đêm. Do đó, tại địa bàn quản lý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội cũng đã cảnh báo một số khu vực có thể xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ như tại quận Ba Đình, có khu vực ngoài đê An Dương, Phúc Xá, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc. Quận Tây Hồ có khu vực đê Quai, Âu Cơ, Tứ Liên, Quảng An. Quận Hai Bà Trưng có điểm Nguyễn Khoái, cuối phố Tạ Quang Bửu. Thưa quý vị, để giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, đặc biệt tại các khu dân cư tập trung nhiều khu nhà trọ, nhà cho thuê để ở, khu nhà ở kết hợp nhiều căn hộ, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Tây Hồ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các gia đình, người thuê phòng thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Căn nhà cho thuê tại ngõ 119 phố Phú Xá có diện tích chỉ khoảng 140m², gồm 2 tầng có khoảng 10 phòng cho thuê. Do diện tích nhỏ, khu vực để xe tận dụng để ngay cửa phòng đã vô tình chắn lối thoát nạn khi chẳng may xảy ra sự cố. Lực lượng phòng cháy quận Tây Hồ và Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở bổ sung các bình chữa cháy và sớm khắc phục thiếu sót trước ngày 30 tháng 6, theo đúng cam kết với phường. Lan can của mình hiện tại là chỉ có 65cm thôi, thì bên các đồng chí cũng yêu cầu khoảng 85cm thì mình sẽ khắc phục là bán cao lên một khoảng 20 phân. Thứ hai là bên nhà xe thì hiện tại bên mình thì có 5 đến 7 xe mình sẽ bố trí, bên tôi sẽ bố trí là cho các bạn gửi ở chung cư, gửi các chung cư hoặc là các nhà xe của nhà dân. Trước thời điểm kiểm tra địa bàn quận Tây Hồ có hơn 1.300 cơ sở kinh doanh nhà trọ cho thuê. Đến thời điểm hiện tại, số cơ sở phát sinh thêm là hơn 100 cơ sở. Cụ thể, quá trình tổng kiểm tra giả soát đưa vào quản lý 1.409 cơ sở. Đây là con số thực tế sau một thời gian trên địa bàn quận có sự gia tăng về mô hình nhà trọ này. Lực lượng phòng cháy quận Tây Hồ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng đến từng căn hộ, ban quản trị tại các nhà chung cư tập thể cũ không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường để có biện pháp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả. Riêng tại phường Phú Thượng có gần 200 cơ sở phòng trọ cho thuê, bên cạnh đó còn có 7 chung cư mini. Hầu hết đất xây chung cư mini có diện tích nhỏ, thông thường chỉ có 1 đến 2 mặt thoáng. Chủ đầu tư tận dụng hết đất và không gian nên khó bố trí khoảng trống để có thêm thang thoát nạn thứ hai trong nhà. Được các cán bộ nhắc nhở về cách phòng cháy chữa cháy để làm sao mà khi mà xảy ra thì là có những cái biện pháp là để an toàn và cho chính bản thân mình và những mọi người xung quanh để thoát nạn nhanh nhất. Hiện nay Ủy ban phường cũng đang cùng các hộ dân và các ban quản lý của chung cư là thực hiện công tác khắc phục những cái tồn tại thiếu sót, và phường cũng đã xã hội hóa
được cái kinh phí để cùng với nhân dân lắp đặt và cải tạo để xây dựng cái lối thoát nạn thứ hai lên trên mái. Theo thống kê, Hà Nội có gần 32.000 nhà trọ chung cư mini với hàng trăm nghìn người thuê trọ. Các nhà trọ đều có đặc điểm chung là nhỏ hẹp, thiếu những thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các chủ phòng trọ đều tận dụng tối đa diện tích để lập thành phòng nhỏ cho thuê, gia tăng lợi nhuận. Trong khi đó, có tới hơn 90% nhà trọ nằm trong ngõ hẻm sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được. Không gian hẹp cũng kéo dài thời gian lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Riêng địa bàn quận Tây Hồ chúng tôi có 8 phường. Thì vừa rồi chúng tôi đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban quận là sẽ trang bị tất cả các ngõ sâu trên 150m, các cái đường ống bằng các đường ống cứng, các đống chữa cháy cứng để chủ động trong cái việc mà nếu có cháy xảy ra thì triển khai có hiệu quả. Đây là một cái vấn đề tôi nghĩ là có lẽ là trong địa bàn của Hà Nội là quận Tây Hồ là đơn vị đi đầu trong cái việc lắp đặt này. Để nhanh chóng dập lửa, nhất là thời điểm đầu khi xảy ra cháy, rất cần sự phát huy của lực lượng chữa cháy tại chỗ. Khi người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ nắm vững được kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, họ có thể bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian đầu xảy ra cháy, kéo dài sự sống cho đến khi lực lượng đến ứng cứu. Thưa quý vị, với doanh số 7 triệu xe điện bán ra trên toàn thế giới, BYD, hãng ô tô đến từ Trung Quốc, đang là thương hiệu xe điện hàng đầu, kỳ vọng sẽ vượt qua Tesla. Sau thời gian nghiên cứu thị trường Việt Nam, BYD đã ra mắt với sự kiện lái thử 3 mẫu xe gồm Astoba, Seal và Dolphin, diễn ra trong 5 ngày từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 tại Global City, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 200 khách mời đầu tiên tham dự sự kiện BYD Week Technology Green Future lái thử bộ 3 xe điện mới của BYD là Astoba, Seal và Dolphin. Qua nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, 3 mẫu xe đầu tiên của BYD tại thị trường Việt Nam trải dài các phân khúc với Seal mẫu sedan hạng D cho quãng đường di chuyển 510 km một lần sạc đầy, hatchback Dolphin 410 km và Astoba cự ly vận hành 480 km. Cùng với đó là 20 đại lý có cung cấp sạc nhanh trên toàn quốc. Với 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ô tô, đặc biệt là công nghệ lõi Blade Battery, pin hiệu suất cao, an toàn dành cho xe điện và hệ thống khung gầm Platform 3.0, BYD hiện là đơn vị dẫn đầu công nghệ và doanh số xe sử dụng năng lượng mới hybrid và thuần điện. Tại Việt Nam, BYD kỳ vọng sẽ góp phần mang đến các phương tiện di chuyển xanh, các giải pháp năng lượng sạch, hướng đến sự phát triển bền vững. Dự kiến các mẫu xe sẽ được công bố giá bán vào giữa tháng 7 tới. Vào đêm thi thứ 2 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội tân binh Hoa Kỳ đã tạo nhiều bất ngờ cho khán giả khi phối hợp tinh tế giữa các dòng nhạc với kỹ thuật pháo hoa hiện đại. Khán giả đã được chiêu đãi một bữa tiệc ánh sáng đầy cảm xúc. Là đội pháo hoa thấu hiểu khán giả Việt Nam, phần trình diễn mở màn của đội Mattarello đến từ Italia đã sử dụng các ca khúc nhạc Việt vào bài bắn khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Cùng với đó, sự thay đổi nhịp nhàng, bùng nổ của âm thanh và ánh sáng đã truyền đi thông điệp của bài bắn là vũ trụ rạng rỡ, bản giao hưởng ánh sáng. Em thấy tới hôm nay đội Ý bắn rất là đẹp và hơn Mỹ rất là nhiều. Em rất thích cái ấn tượng, cái đoạn kết của bên đội Ý. Nói chung là có thể là có nhạc, bài nhạc hay bài nhạc Việt Nam nó đang coi nhạc nước ngoài, có một bài nhạc Việt Nam nó làm cho mình thấy hào hứng. Với kinh nghiệm hơn 130 năm chinh chiến khắp thế giới, đội tuyển pháo hoa Rosie Firework đã truyền cảm hứng cho khán giả về phong cách pháo hoa Hoa Kỳ. Hàng loạt chùm pháo hoa khổng lồ với màu sắc rực rỡ, phối hợp tinh tế giữa các dòng nhạc violon, rock, EDM, jazz đã khiến tân binh Hoa Kỳ tạo ấn tượng tốt với khán giả. Mấy em thấy đoạn mở đầu với đoạn giữa đẹp lắm. À, ấn tượng điểm nhấn làm cho em nhớ. Tôi thấy rất tuyệt, màn bắn pháo hoa rất ấn tượng và kết nối với âm nhạc, tôi rất thích. Không uổng công chờ đợi của khán giả, phần trình diễn của hai đội pháo hoa Italia và Hoa Kỳ đã làm bừng sáng sông Hàn và đẩy không khí lên cao trào ở các khán đài với từng đợt pháo hoa trên nền nhạc sôi động. Đây chắc chắn sẽ là một đêm khó quên đối với những khán giả được chứng kiến trực tiếp phần trình diễn tại thành phố Đà Nẵng. Việc tạo một môi trường lành mạnh trong mùa hè này đang là một trong những nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh. Thay vì cho con tham gia các trại hè như xu hướng, nhiều gia đình lại lựa chọn để con trải qua một mùa hè bình thường nhưng ý nghĩa qua những công việc nhà. Không trại hè, không học thêm,
Đó là cách mà chị Hạnh cùng con mình trải qua kỳ nghỉ hè năm nay. Lo lắng trước những lời mời quảng cáo từ các trại hè, không biết rằng liệu con mình có học được gì sau mỗi lần đi trại hè hay không. Vậy nên năm nay, chị quyết định cho con tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè bằng cách dạy con các công việc nhà để con rèn luyện thói quen tốt hàng ngày. Nhiều khi là cũng sợ là con còn bé là một đấy, rồi các trung tâm mình không tìm hiểu kỹ thì cũng sợ, cũng lo. Rồi lo sức khỏe con, lo không biết là có học hành được gì không hay là như nào đấy. Nhà ấy thì hè thì cũng có giúp đỡ bố mẹ làm những việc nhỏ thôi vì nó cũng nhỏ nhỏ mà. Nó cũng thích ấy mà làm cẩn thận lắm, gấp đẹp, làm sạch. Hình ảnh cậu bé Trần Minh Đăng 6 tuổi, hàng ngày đi chợ như thế này không còn quá xa lạ với cư dân sống tại khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đây là công việc yêu thích của Minh Đăng, bởi cậu bé được tự chọn những món ăn mình ưa thích theo thực đơn cậu đề ra. Con thấy rất là vui vì là con thấy con được thỏa thích sáng tạo những món ăn mà con thích. Thực đơn thì con sẽ tự chọn. Ngay từ đầu mà mình sinh bạn này ra là mình đã có một cái ý tưởng, đó là cho bạn ấy tự lập. Và tự lập ở đây là tự lập trong tư duy này, tự lập trong các hành động của bạn đấy và nhất là trong những cái hoạt động thường ngày. Việc cho con tự đi chợ và vào bếp cũng là cách rèn luyện cho con tính tự lập, rất bổ ích, tránh xa những đồ dùng điện tử không tốt cho trẻ em. Đồng thời, đây còn là những hoạt động vô cùng hữu ích để làm tiền đề giúp các em phát triển tư duy và tính cách độc lập sau này. Đối với cả con trẻ, đầu tiên từ những cái năng lực là tự phục vụ bản thân, sau đó là những cái năng lực mà kiểm soát được cảm xúc của mình, những cái kỹ năng cơ bản để giúp cho các con suy nghĩ, cân nhắc nhiều giải pháp để giải quyết những cái tình huống cụ thể ở trong cuộc sống. Rồi là lựa chọn những cái giải pháp nào, những cái cách thức để mà các con đưa ra được các cái quyết định ở trong những cái tình huống lưỡng nan sẽ là những cái điều rất là quan trọng mà trước đây dường như là chúng ta không có chú ý tới, thì bây giờ nó lại trở nên rất là quan trọng để giúp cho đứa trẻ có thể trở nên tự tin và tự lập, làm chủ được cái cuộc sống của mình hơn. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Ngày 15 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình cho Ukraine đã kết thúc ngày họp đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Burjastok. Sau cuộc họp báo có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phái đoàn các nước bước vào phiên thảo luận chung, cùng với đó là các cuộc gặp bên lề. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Thụy Sĩ tổ chức hội nghị, cũng như bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ mở ra cơ hội thiết lập hòa bình ở Ukraine càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Tổng thống nước chủ nhà Viola Amherst đánh giá tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng Thụy Sĩ vẫn tiếp tục cam kết thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Theo bà, cuộc xung đột ở Ukraine đang đặt ra những thách thức và hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các bên chia sẻ quan điểm nhằm tìm một giải pháp cho hòa bình ở Ukraine. Bà cho rằng cộng đồng quốc tế nên chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan, và đó là lý do hội nghị này diễn ra. Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6. Tham dự hội nghị có đại diện của tổng cộng 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ. Nga không tham dự hội nghị. Dự kiến, tuyên bố chung của hội nghị sẽ được đưa ra trong ngày 16 tháng 6. Tổng thống đắc cử Slovakia Peter Pellegrini vừa tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Bratislava. Ông Pellegrini, một thành viên trong liên minh cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Robert Fico, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng 4. Ông Peter Pellegrini, 48 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, đã trở thành tổng thống thứ 6 của Slovakia kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1993. Trong bài phát biểu nhậm chức tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội diễn ra tại trụ sở của Nhà hát Giao hưởng Slovakia, ông Pellegrini kêu gọi đoàn kết dân tộc. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường sau khi Thủ tướng Robert Fico bị ám sát không thành cách đây một tháng. Ông Fico đang phục hồi sức khỏe tại nhà và không thể tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Dự kiến, ngày 17 tháng 6, ông Pellegrini sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu EU thay cho Thủ tướng Robert Fico. Theo hiến pháp, Tổng thống Slovakia có quyền lực khá hạn chế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này có quyền phủ quyết các luật do Quốc hội thông qua, có quyền thông qua hoặc bác bỏ các quy định của nội các lâm thời. Trong chiến dịch tranh cử, ông Pellegrini đã ủng hộ chính sách của chính phủ Slovakia ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Quân đội Israel xác nhận 8 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ở thành phố Rafah, cực nam của dải Gaza. Đây là sự việc gây tổn thất nhiều nhất về tính mạng đối với quân đội Israel kể từ tháng 1 tới nay. Thông tin sơ bộ từ cuộc điều tra của quân đội Israel cho biết, các binh sĩ đều thiệt mạng khi ở bên trong một xe công binh chiến đấu bọc thép NM. Vụ nổ xảy ra vào khoảng lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua, khi đoàn xe chở các binh sĩ vừa kết thúc cuộc tấn công trong đêm vào lực lượng Hamas ở khu phố Tel Sultan của thành phố Rafah. Khi đó, đoàn xe đang tiến tới các tòa nhà đã được quân đội Israel kiểm soát để nghỉ ngơi. Truyền thông Israel cho biết thêm, hiện chưa rõ vụ nổ phát sinh từ một quả bom được gài từ trước hay các thành viên Hamas đã tiếp cận chiếc xe bằng thiết bị nổ và trực tiếp đặt nó lên xe. Các nhà lãnh đạo của Liên minh cánh tả Pháp, Mặt trận Bình dân đã tham gia một cuộc tuần hành ở Paris phản đối Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu. Bà Marine Tondelier, lãnh đạo Đảng The Ecologist và bà Mathilde Panot, lãnh đạo nhóm nước Pháp bất khuất có mặt tại cuộc biểu tình. Liên minh Mặt trận Bình dân sẽ đối đầu với Đảng Tập hợp Quốc gia trong cuộc bầu cử quốc hội sớm sẽ được tổ chức vào tháng tới. Trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp Ian Brossa tuyên bố, chúng ta sẽ không bao giờ nuôi dưỡng ý tưởng rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự phân biệt đối xử dựa trên màu da, trên cơ sở tôn giáo có thể tồn tại ở nước Pháp, nền kinh tế mạnh thứ 7 thế giới. Tòa chung cư sang trọng này nằm cách bãi biển vài mét, nhìn ra Thái Bình Dương, từng được coi là thiên đường trên trái đất. Tuy nhiên, những cơn mưa dữ dội đổ xuống Chile trong những ngày gần đây đã tạo thành một hố sụt khổng lồ bên dưới khu bất động sản cao cấp này ở thành phố nghỉ dưỡng Vina Del Mar, khiến hàng trăm cư dân phải sơ tán. Tòa nhà 13 tầng với 200 căn hộ trị giá 500.000 đô la Mỹ mỗi căn hiện đang nằm trên một chiếc hố dài 15m và sâu 30m. Đây là hố sụt thứ ba hình thành ở đây trong vòng chưa đầy một năm. Khu bất động sản cao cấp này nằm trên cánh đồng cồn cát rộng 28 hectare. Cho đến năm 1994, nơi đây vẫn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên được nhà nước bảo vệ. Nhưng quy định thay đổi đã cho phép xây dựng nhà cao tầng với mức độ cao trong khu vực và hiện ở đây đang có 44 tòa nhà sang trọng. Vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, hai vụ lở đất đã làm xói mòn nền của 3 tòa nhà khác, Kandinsky, Miramarinaka và Santorini. Thậm chí, tuyến đường ven biển cũng bị cắt đứt do mặt đường bị hỏng.